Tập 26. Lão gia, nếu ông bà đi, kẻ địch chắc chắn chưa quân tấn công Dương Châu. Vậy mà con chúng tôi phải làm sao đây? Người đâu? Có, người mau về trong thành Dương Châu, đưa phu nhân mọi người đến ở tạm Lâm An. Đi mau. Dạ. Bỏ bút, nộp bài, đứng lên. Xong bài rồi, mệt thiệt, mệt chết thì được đó. Đúng sai rồi nè, cô làm được không vậy? Ơi, chỉ e lần này đại nhân lành ít dữ nhiều rồi. Có cần tôi dẫn thêm một đội nhân mã đi theo tiếp ứng? Làm vậy là tốt nhất đó. Tôi sẽ đi ngay. Được. Ê, lại có nhân mã ra đi. Chắc chắn là chi viện cho Đỗ Bảo. Không được để họ đi theo. Đi, ngăn cản họ. Chết rồi. Chuẩn bị binh mã. Hả? Đây không phải Đường Đường là Ngô tổng tiêu đầu của Trấn Nam Tiêu Cục sao? Tại sao tổng tiêu đầu sứ như vậy mà không làm, là nhất định đi làm chó của triều đình nhà Tống chứ? Không được vô lễ. Lái nhái cái gì? Người sắp chết tới nơi rồi. Sắp chết tới nơi, chưa biết người nào sẽ chết đâu. Người nào sẽ chết thì ta không biết, nhưng lát nữa Đỗ Bảo sẽ chết trong tay ai thì ngươi sẽ biết. Các ngươi đã có mai phục ở phía trước, dùng để tiếp đãi Đỗ đại nhân đến. Các quân đệ, Đỗ đại nhân đã gặp nguy hiểm, giết cho ta. Cản họ lại. Mở đại dân cho tôi, mở đừng cứu đỡ đại dân. Đứng lại. Các quân đệ, đi theo ta. Đại nhân, phía trước là Thanh Phong Khẩu, cách thành Hoài An 20 dặm. Kêu cả tướng sĩ đi nhanh lên. Dạ, nhanh hơn nữa. Dạ. Các tướng sĩ để ý cảnh giới. Để ý cảnh giới. Đỗ Bảo ơi Đỗ Bảo, lần này ngươi đừng hòng mà chạy thoát được. Các quân đệ, chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Đại dương, quân Tống đã vào lưới hết rồi. Tốt.
Cung tiễn, mau chuẩn bị cung tiễn. Cả huynh đệ, bắn cho ta. Bắn. Không hiểu rồi, rút mau. Bảo vệ đại nhân, rút mau. Rút. Giết hết bọn chúng cho ta. Bảo vệ đại nhân, giết, giết cho ta. Đỗ Bảo ơi, Đỗ Bảo, trước đây chính người đã bắn chúng ta một tên, hôm nay ta phải bắn người dính khắp cả người luôn. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, mau bảo vệ đại nhân, mau giết cho ta. Ai lấy được đầu của Đỗ Bảo thưởng ngàn lượng vàng. Ngươi đừng hòng. Ngô Đại Hải, ông cũng đã đầu quân à? Đúng vậy. Vậy ta tiễn ông và lão tặc Đỗ Bảo cùng nhau lên đường. Hoài Dương, Tào tướng quân, binh lực của kẻ địch hùng mạnh như vậy, tại sao bọn chúng không công thành chứ? Chết rồi, chúng ta đã trúng kế. Tại sao? Chắc chắn là kẻ địch đang dương đông kích tây. Mục tiêu thực sự của bọn họ là Đỗ đại nhân, là Dương Châu. Rút. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Tỷ, tỷ coi, Ngô Đại Hải về rồi. Người bọn chúng khiêng hình như là Đỗ Bảo. Hả? Có nghĩa là Đỗ Bảo đã chết. Toàn thân hắn bị trúng tên, không chết cũng bị thương nặng. Cản chút lại, đừng để chúng chạy mất. Đi yên tâm đi. Các huynh đệ, cản bọn chúng lại. Lão tặc Đỗ Bảo đã chết chưa? Các ngươi không người nào được chạy thoát. Lão tặc bà, đừng ở đó cuồng vọng. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hả? Là của Đại Dương. Là nón giáp của Đại Dương. Đại Dương đã ra sao? Hắn ra sao? Tốt nhất các người mau tới thành phòng khẩu lượng xác của hắn đi. Nếu tới trễ e là xác của hắn sẽ bị chó hoang ăn hết. Cuộn kiếp, ta phải trả thù cho Đại Dương. Rút. Tỷ, chúng ta đông người, không cần sợ bọn chúng. Ta nói rút. Rút. Đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mau. Nhanh lên. Đại nhân bị thương quá nặng, chỉ e không qua được đêm nay. Nếu đại nhân có bệnh hệ gì, Hoài Dương sẽ nguy. Đại nhân bị thương nặng như vậy, tại tôi đã tới trễ.
Khốn kiếp thật, đã trúng kế tha đào của Ngô Đại Hải. Nếu không, lão tử đã lấy luôn mạng của hắn và đổ bảo rồi. Đại Dương đừng nên nóng giận, để tránh vết thương bị rách. Không tức giận sao được chứ? Đi. Dạ. Phu nhân, nàng làm sao vậy? Chàng chưa chết sao? Lúc nãy tên Ngô Đại Hải khốn kiếp, hắn đã lượm được nón giáp của chàng, mà nói là đã lấy được mạng của Đại Dương. Thiếp thấy lo nên đã vừa chạy về đây. Thiếp với vô công của hắn mà lấy được mạng của ta sao? Nếu không phải tại ta sơ ý, đã lấy được mạng chó của hắn ta rồi. Bị thương nặng không? Ê, không sao. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nàng coi nè. Hả? Lúc nãy làm thiếp sợ muốn chết. Phu nhân, nàng làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng khóc đó. Nghĩa mẫu, tại sao nghĩa phụ phải sai người đưa chúng ta tới Lâm An ở tạm vậy? Bởi vì nghĩa phụ con lo là ông ấy không có ở đây, kẻ địch sẽ tấn công Dương Châu. Hả? Nếu mất Dương Châu, tức là nghĩa phụ không còn đường lui nữa. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết mà lên được đó. Không lẽ nghĩa phụ biết trước phần thắng không lớn? Địch đông ta ít, kiên trụ chính là sách lược tốt nhất. Nhưng ông ấy đã chủ động ra khỏi thành. Ông ấy biết kiên thủ chỉ là để kéo dài thời gian thành trì bị thất thủ, không thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Vậy sao nghĩa phụ còn đi cứu Hoài An? Sao không tập trung tất cả nhân mã cứu thủ Dương Châu, đợi diện binh khác tới hỗ trợ? Đúng vậy, đây chính là cách tốt nhất. Nhưng mà nghĩa phụ con, ông ấy tuyệt đối không chịu như vậy đâu. Tại sao vậy? Bởi vì ông ấy quá xem trọng thanh danh của bản thân mình. Ông ấy không cho phép người khác nói mình thấy chết không cứu. Ông ấy không cho phép người khác nói mình để mất thành trì. Ông ấy không cho phép người khác nói mình quên ơn phụ nghĩa. Nghĩa phụ của con, ông ấy thà là hy sinh tính mạng của mình, chứ tuyệt đối không cho phép người khác bôi nhọ thanh danh của ông ấy. Nghĩa mẫu, chắc nghĩa phụ không có chuyện gì đâu phải không? Ông ấy đã quyết tâm dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy một thanh danh khí thiết trung trinh. Ta nghĩ chúng ta sẽ không thể gặp lại ông ấy được nữa. Nghĩa mẫu, Đại Dương, phu nhân, có một tin tốt lành. Thám tử của chúng ta trong thành Dương Châu về báo, Đỗ Bảo đích thực đang bị thương nặng, hơn nữa chắc chắn không thể sống nổi. Hắn đã chết à? Tốt lắm, phu nhân, cuối cùng chúng ta trả được thù rồi. Nếu Đỗ Bảo chết, thủ quân Dương Châu sĩ khí chắc chắn xuống thấp. Đại Dương, tại sao không nhân thời cơ này liên thủ quân Kim cùng nhau công đánh Dương Châu chứ? Đúng, phu nhân nói chí phải. Giờ ta cho người đến Kim Quốc bẩm báo, sau khi chiếm được thành Dương Châu, ta phải sỉ nhục gia quyến của Đỗ Bảo mới được. Nhưng gia quyến của Đỗ Bảo đã không còn ở trong thành Dương Châu nữa. Trước khi khai chiến,
Đỗ Bảo đã sai quân đưa gia quyến tới Lâm An rồi. Tên lão tặc này trước khi chết hắn còn đề phòng cẩn thận tới như vậy đó. Đại Dương, người đã kết thù với chúng ta là lão tặc Đỗ Bảo, chàng hạ tức phải làm khó người nhà của hắn chứ. Bây giờ tên Đỗ Bảo chết rồi, thù hận bấy lâu trong lòng chúng ta cũng nên tan biến đi. Được, phu nhân, ta nghe lời nàng. Món nợ này chúng ta coi như đã tính sạch hết rồi. À, vậy thì mới phải chứ. Người có tấm lòng độ lượng như vậy mới làm được việc lớn. Đại Dương, hãy mau cho người đi báo quân Kim đi. Được, người đâu? Bệ hạ, với 30 vạn quân ta so với 3 vạn quân Tống thủ thành, tại sao chúng ta bảo vây Hoài An mấy ngày mà chưa chịu công thành? Chẳng cần gấp cái gì, chỉ mới bảo vây mấy ngày thôi mà. Bệ hạ, quân ta từ xa tới đây, tốt nhất tốc chiến, cứ chậm như vậy sẽ bất lợi cho quân ta. Thành trì Hoài An kiên cố, thủ quân sĩ khí rất cao, nếu như chúng ta tấn công chắc chắn sẽ thương vong không ít nhân mã. 30 vạn nhân mã của ta phải đánh cho tới Lâm An mới xong. Nếu bị hào binh tổn tướng ngay tại đây, vậy thì sau này lấy gì đánh Lâm An? Nhưng cứ bao vây không tấn công cũng không phải là cách hay. Lương thảo trong thành đủ cho quân Tống cầm cự một năm, còn chúng ta không cầm cự được lâu như vậy. Không cần tới một năm, mấy ngày nữa thôi, chắc chắn có biên cô. Bệ hạ, Lưu Kim Dương Lý Toàn phái người tới gặp bệ hạ. Dẫn vô đây. Dạ. Bạc tướng bái kiến bệ hạ. Lưu Kim Dương phái người tới đây có chuyện gì sao? Lưu Kim Dương đã bắn chết Đỗ Bảo, an phụ sứ Hoài Dương, đặc phái mặt tướng tới báo bệ hạ. Các khanh, trẫm nó có sai đâu. Biến cố này chắc chắn sẽ khiến Hoài Dương rơi vào tay của trẫm. Ngươi về nói với Lưu Kim Dương, kêu hắn trưa ngày mai dẫn quân tới ngoài 30 dặm ở thành bắc của Dương Châu tập hợp, sau đó cùng nhau công thành. Dạ. Các khanh, thời cơ đã tới, chúng ta phải mau rửa Hoài Dương. Tiểu thư à, nếu tính ngày giờ, hôm nay Liễu công tử thi xong rồi phải không? Ừ, chắc sắp về rồi. Hay trời, không biết Liễu công tử thì có tốt không. Chuyện này liên quan tới tiền đồ của cậu ấy đó, có phải không? Đợi cậu ấy về, cô hỏi thử xem nha. Bất kể chàng ấy đậu trạng nguyên hay là không đậu cũng được, đối với tôi mà nói đều là như nhau. Bởi vì tôi yêu là con người của chàng ấy. Đây tiểu thư, canh xong rồi. Lý nương. Mộng Mai. Mộng Mai, chàng đã trở về. Lý nương, chàng thi thế nào rồi? Có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Quân Kim đã ồ ạt tấn công Hoài Dương. Không được đâu Lệ Nương, trên đường đi quá nguy hiểm, ta không thể dẫn theo nàng đi được. Nhưng hiện giờ cha mẹ thiếp đều đang ở Hoài Dương, chưa rõ sống chết. Sao thiếp có thể yên tâm một mình ở lại Lâm An này chứ? Chàng dẫn thiếp đi theo đi. Nàng đừng lo, ta tới đó dò lại tin tức của cha mẹ nàng. Tiểu thư à, cô cứ để một mình Liễu công tử tới đó đi ha. Dù sao cô cũng là thân gái mà dấn thân vào nơi đang chiến loạn, cô coi cô không thể giúp gì được cho cậu ấy, mà còn gây thêm nhiều rắc rối cho cậu ấy nữa đó. Được rồi, ta phải đi đây. Mộng Mai, chàng đợi một chút. Mộng Mai, nếu chàng gặp được cha mẹ thiếp thì hãy đưa bức tranh này cho họ xem. Họ sẽ biết ngay là thiếp đang nhờ chàng đi tìm họ. Còn về chuyện thiếp được hoàn hồn sống lại, chàng hãy kể từ đầu đến cuối cho họ nghe. Nàng cứ yên tâm, ta làm được mà. Thạch Đạo cô, giờ bà chăm sóc cho Lệ Nương. Ừ, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt. Công tử,
trên đường cậu phải cẩn thận nha. Hả? Tôi đi đây. Mộng Mai, Mộng Mai, chả đến được Hoài Dương thì hãy mau chóng gửi thư về đi. Nàng yên tâm, ta đi đây. Ngô Đại Hải ta thề cùng sống chết với thành Dương Châu. Đang bị thương đừng nên đi, thiếp và Dương Cam đi là được rồi. Làm gì sao được chứ? Với lại là vết thương nhỏ này đâu có đáng là gì. Ta phải đích thân đi bắt sống tên Ngô Đại Hải để trả thù này. Đại Dương, bắt được một lão già đang định vào thành Dương Châu. Tên nào to gan như vậy, bây giờ mà dám vào thành Dương Châu, chán sống rồi sao? Dẫn hắn vào đây ta xem thử, để xem hắn là ai. Dạ. Ông là ai vậy? Ta là Trần Tối Lương ở Nam An. Phu nhân là đồng hương của chúng ta. Hả? Ông tới thành Dương Châu để làm cái gì? Ta muốn gặp Đỗ An Phủ. Ông là gì của hắn vậy? Ta là Tây Tịch của Đỗ Phủ. Tây Tịch? Tây Tịch là cái thứ gì chứ? Là lão sư ở trong phủ đó. Ông cứ nói mình là lão sư người ta đã hiểu rồi. Cái gì mà Tây Tịch chứ? Ông ở Đỗ Phủ đã được bao lâu rồi? Nếu ông tới đó sớm một chút, chắc chắn là chúng ta quen biết nhau. Tại sao? Bởi vì ta trước đây... À, chuyện này không nói nữa. Ông tới tìm Đỗ Bảo để làm cái gì? Thật khốn kiếp. Nói mau. Tại sao ta phải nói cho hai tên cướp nhà ngươi biết chứ? Nếu ông chịu nói ra, ta tha cho ông được sống. Nếu ông không chịu nói, vậy thì hãy đi gặp Diêm Vương đi. Trong lòng ta có chính khí hạo nhiên, cả đời chỉ biết tinh trung báo quốc, sợ gì cái chết. Lão già như ông đúng là thực sự không sợ chết. Người đâu? Dạ. Đem đồ ra tới ra. Dạ. Lão tiên sinh, ta thấy ông đi đường đã mệt mỏi rồi, hay là nằm lên đó nghỉ ngơi một lát đi. Ta không mệt, ta không mệt, ta không mệt, ta không có cần nghỉ ngơi gì hết đó. Ê, trời đã tối rồi, dù ông không thấy mệt cũng phải nằm nghỉ chứ. Lão tiên sinh, mời ông. Giường đầy gai sắc nhọn, sao mà nằm được. Ông không chịu nói thật, ta chỉ đành để ông ngủ trên đó. Người đâu? Dạ. Đỡ lão tiên sinh lên giường đi. Dạ. Bỏ ta ra, các ngươi bỏ ta ra. Quân tử dùng miệng không có dùng tay, các ngươi không được đối với ta như vậy. Đặng lên giường. Tôi nói. Nói vậy là Liễu Mộng Mai thông đồng với Thành Đạo Cô, cùng nhau cướp mộ của tiểu thư Đỗ gia, sau đó đã bỏ trốn mà. Đúng vậy. Những gì ông nói là sự thật sao? Nếu như dám gạt ta, ta bắt ông nằm trên giường đinh suốt đời. Đều là sự thật, câu nào cũng là thật hết đó. Đại Vương, có lẽ những gì ông ta nói là thật. Trên đường thiếp trở về Hoài An đã gặp tên Liễu Mộng Mai đó. Hắn và Thạch Đạo Cô cùng nhau tới Lâm An, còn có một cô nương đi chung với họ. Hả? Bọn họ đã tới Lâm An? Ta phải nói với Đỗ Đại Nhân, sai người đi bắt bọn họ về đây mới được. Đỗ Đại Nhân của ông bây giờ không thể lo chuyện này được nữa rồi. Tại sao? Một người đã chết, sao có thể lo chuyện gì được chứ? Cái gì? Đỗ Đại Nhân đã chết à? Phải, bị tên bắn chết đó. Không, ta không có tin là ngươi nói. Tin hay không tùy ông thôi.
Tóm lại ngày mai bọn ta sẽ công đánh thành Dương Châu. Đại Dương. Hả? Thiếp có chủ ý này. Phu nhân, nàng có chủ ý gì? Thay vì chúng ta công đánh Dương Châu, chi bằng cho người đi chiêu hàng. Vậy nên phái người nào đi? Cứ phái tên này đi. Lão phu sao có thể làm chuyện xấu xa này cho hai người các ngươi? Không đi, không đi. Người đâu? Đó. Đi lấy thứ đó đến đây cho ta đi. Dạ. Các người lại muốn giở thủ đoạn gì? Không lẽ lại muốn ta nằm trên giường đinh? Lão tiên sinh, đừng sợ, đừng sợ. Chỉ muốn cho ông thấy hai món đồ này thôi. Là món đồ gì? Ông thấy là sẽ biết ngay. Đây, đưa ta. Nhìn thử đi, có nhận ra hai người này hay không? Không nhận ra, không nhận ra. Ngay cả phu nhân và Xuân Hương nhà ông mà ông cũng không nhận ra à? Phu nhân ơi, Xuân Hương ơi, hai người chết thật là thảm mà. Người đâu, đem đầu hai người này lên núi bỏ ở đó cho cháu Hoàng ăn đi. Dạ không được, tuyệt đối là không được. Tại sao không được chứ? Họ là gia quyến trung lương, sao có thể bỏ nơi hoang dã được? Vậy ý của lão tiên sinh thế nào đây? Hay hậu tang họ cũng được. Chỉ cần lão tiên sinh đồng ý vào thành làm tín sứ cho bọn ta lần này. Thôi được, ta đi. Đoạn đường thanh sơn cùng mây gió, trăng sáng ở tại hai quê nhà. Hay lắm. Bài thơ tiểu thư đọc nghe hay, thật là hay đó. Tiểu thư là Nhớ Liễu công tử có phải không? Tiểu thư à, cô coi, ở đây cũng có mặt trăng. Không phải cô vừa nói tới mặt trăng hay sao? Liễu công tử chắc cũng đang nhớ cô đó. Cô ở đây, cậu ấy thì ở đó, cách xa như vậy, nhưng hai người đều đang cùng ở dưới một ánh trăng. Đạo cô, thật ra tôi không phải chỉ đang nhớ mộng mai, tôi còn đang rất nhớ cha và mẹ của tôi. Không biết hiện giờ họ có khỏe không? Ai, tiểu thư à, Đỗ đại nhân đường đường là an phủ sứ của Hoài Dương mà, ngài ấy sẽ không sao đâu. Nhưng chính vì cha là an phủ sứ của Hoài Dương, tiểu thư, thì giờ quân Kim tiến vào, không biết là cha của tôi. Ai trời ơi, tiểu thư, cô đừng có nghĩ bậy mà, ha. À, tiểu thư à, nghe nói á, tường thành của Dương Châu rất là cao, rất cao, quân Kim muốn tấn công vào đó cũng không phải là chuyện dễ. Lão gia ngài ấy đang ở trong tường thành, không sao đâu mà. Hả? Nhưng không hiểu tại sao hôm nay trong lòng tôi cứ thấy rối bời. Hy vọng cha và mẹ hai người đều bình an vô sự. Sao hôm nay ở đây có nhiều hồn phách quá vậy? Xem ra hồi sáng ở đây có đánh trận. Đánh trận là một việc làm rất tàn nhẫn. Thật không hiểu nổi tại sao mọi người cứ gây ra chiến tranh.
Thắng thì đã sao, tới cuối cùng vẫn phải có ngày chết xuống suối vàng. Đúng vậy, nhưng mà có rất nhiều người lúc còn sống họ đã không hiểu ra được đạo lý này. Công danh cũng tranh giành, tiền tài cũng tranh giành, càng nhiều người tranh giành thiên hạ này. Chứ không biết hai bên Tống Kim giành thiên hạ phải hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng. Lại đầu ngoan, huynh nghe. Trong thành có nhiều tiếng khóc thảm thiết, chắc chắn có nhân vật lớn nào đã chết. Chúng ta tới đó xem thử. Đây không phải lão gia sao? Không lẽ lão gia cũng đã... Vậy chúng ta phải làm sao? Có thu hồn lão gia không? Khoan đã, tôi thấy hồn phách của lão gia vẫn chưa xuất khứ, chắc chắn vẫn còn hơi thở. Hay là như vậy đi, chúng ta về địa phủ tra sổ sinh tử rồi tính sao? Được. Mở cửa đi, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp tướng thủ thành của các người. Ông là ai vậy? Tôi là lão sư ở trong phủ của Đỗ An Phủ, là Trần Tối Lương ở Nam An đây. Trong phủ Đỗ đại nhân có người này không? Cũng không rõ nữa. Ông tới đây có chuyện gì quan trọng? Lý Toàn hắn nhờ tôi đưa bức thư đến tận tay của tướng thủ thành Dương Châu. Tôi không phải là kẻ xấu, các người mở cửa thành cho tôi vô đi mà. Được, ông đợi ở đó, do ông ta vào. Mời. Đang lúc nguy hiểm đành phải làm vậy, làm khó lão tiên sinh. Không sao. Phải rồi. Tôi nghe Lý Toàn nói Đỗ đại nhân đã bị hại, không biết là thật hay là giả. Đỗ đại nhân. Lão tiên sinh đừng làm vậy. Ông làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của mọi người. Hiện giờ Đỗ đại nhân đang ở đâu vậy? Lão phu muốn đến đó thăm. Được, mời đi theo tôi. Đỗ đại nhân ơi, ông ấy là vị lão tiên sinh này là tiên sinh được mời về dạy học cho con gái của đại nhân lúc còn ở Nam An. Đây là lá thư mà Lý Toàn đã nhờ ông ấy đem vào thành. Đỗ đại nhân ơi. Lý Toàn của chúng ta đầu hàng, bằng không sẽ rửa thành bằng máu, không để cho bá tánh nào sống sót hết. Tên súc sinh này. Tại sao không có chuẩn bị quan tài cho đại nhân? Bởi vì chuyện quá đột ngột, vẫn chưa kịp chuẩn bị. Đại nhân đã đi như thế nào vậy? Bị trúng nhiều tên, bị thương quá nặng. Lão phu xem qua có được không? Cứ xem. Tại sao mà các vết thương không được xử lý và băng bó lại vậy? Đã chân về thành không bao lâu thì đã tắt thở rồi. Hồ đồ. Vết thương tuy nặng nhưng mà có áo giáp bảo vệ, biết đâu có thể cứu được ngài ấy. Chúng tôi cũng đã kiểm tra kỹ rồi, thực sự là đã hết cách. Đỗ đại nhân là vị quan tốt, quan tốt mà tại sao lại ra đi như vậy? Không được.
để lão phu thử coi sao. À, lão tiên sinh à, ông đừng nên quá cảm tính. Lão phu nhất định phải thử. Cứ để ông ấy thử đi. Về rồi à? Mấy hôm nay hai ngươi làm rất tốt, bổn quan thấy rất hài lòng. Sau này cứ tiếp tục làm như vậy. Đại nhân. Hai ngươi làm vậy là sao? Đại nhân, chúng tôi muốn xin tội cho một quan hồn. Quan hồn? Là quan hồn người nào? Đỗ Bảo An, phủ sứ đại nhân Hoài Dương. Là cha của Lệ Nương? Đúng vậy. Cha cổ đã chết rồi. Dạ. Đứng lên. Đang còn thoi thóp, không thể sống nổi, e là không qua được đêm nay. Dạ phải. Quý công tàu. Dạ. Đưa sổ sinh tử đi. Dạ. Đỗ Bảo là hiền thần trung quân, đến 84 tuổi, chết tốt. Trong sổ sinh tử ghi dương thọ của Đỗ Bảo tới 84 tuổi mà. Năm nay lão gia chỉ mới 52 tuổi, có nghĩa là dương thọ của lão gia vẫn chưa tận. Thật sao? Hey, lần này thì tốt rồi. Cha của Lệ Nương chưa thể chết hả? Không đại nhân. Sao mà giả được. Hai người cứ việc yên tâm đi. Đa tạ đại nhân. Đã có đủ người rồi, mọi người hãy nói thử xem. Mọi người đều không nói, vậy tôi nói trước. Kẻ địch có đến 30 vạn quân, trong thành chúng ta chưa tới 3 vạn người. Bây giờ Đỗ đại nhân cũng đã vong trận, sĩ khí của tướng sĩ xuống thấp. Nếu như kẻ địch công thành, e là khó giữ Dương Châu. Thư của Lý Toàn tin chắc mọi người đã xem qua rồi. Nếu chúng ta không đầu hàng, trong ngày hắn phá thành sẽ diệt sạch bá tánh trong thành, không người nào sống sót. Vì bá tánh của Dương Châu. Ý của tôi là đầu hàng sẽ tốt hơn. Thần tướng quân, không được làm vậy. Là một quân nhân, thà chết dinh chứ không sống nhục. Đỗ đại nhân hy sinh vì nước, sao chúng ta có thể tham sống sợ chết? Đây không phải là tham sống sợ chết, đây là vì sinh mạng của bá tánh trong thành thôi. Nếu ngài thật lòng muốn cứu tất cả bá tánh trong thành, thì nên tử thủ thành Dương Châu, đừng để kẻ địch tấn công vào. Nhưng kẻ địch có tới 30 vạn quân, chúng ta làm sao có thể thủ được chứ? Vừa đánh đã thấy sợ, ngài không thấy có lỗi gì Đỗ đại nhân đã mất sao? Ngô Hiệu Quý, ông chưa từng giao đấu với quân Kim, nên đâu biết sự lợi hại của chúng chứ. Tống Kim đánh nhau mấy chục năm rồi, chúng ta thua nhiều hơn là thắng đó. Dù là thiên hoàng lão tử, tôi cũng không sợ. Tóm lại Ngô Đại Hải tôi đã quyết định, thề cùng sống chết với thành Dương Châu. Muốn tôi đầu hàng, đừng hòng. Thôi được rồi, tôi không ép buộc ông đâu. Người đâu? Ông muốn làm gì? Tôi xin lỗi Hiệu Quý, nếu ông phản đối đầu hàng thì chúng tôi chỉ đành giết ông trước. Người đâu? Dẫn ra ngoài. Những kẻ tham sống sợ chết các ngươi, lão phu có làm ma cũng không tha đâu. Ngô Hiệu Quý, không chỉ mình ông làm ma đâu, ngày mai sau khi dân thành, chúng tôi đi xuống địa phủ tìm ông. Phá thành diệt thành, kẻ địch không phải đang hù dọa chúng ta. Chúng tôi làm như vậy thật tình là muốn bảo vệ bá tánh ở trong thành thôi. Ngô Hiệu Quý, ông hãy đi trước đi. Ngày mai sau khi dân thành, chúng tôi đều sẽ tự dẫn tạ tội. Thủ hạ của Đỗ đại nhân
Không có ai là kẻ hèn nhát hết. Đứng yên đó. Các người muốn làm gì? Ngừng tay. Các huynh đệ, đại ca xin đi trước một bước. Tổng tiêu đầu à, ngài điên rồi sao? Bọn họ dựa vào đâu mà giết ngài chứ? Ta nhất định phải chết. Nếu ta không chết, bá tánh của cả thành sẽ gặp nạn. Tận trung vì triều đình, ta chết không hối tiếc. Ra tay đi, phải dứt khoát.